Giới thiệu cả nhà, đây là cây dưa leo rừng. Đây, đang ở giữa rừng đây. Lá nó đây. Lá nó thì gai hai mặt, nhám hai mặt. Đấy. Đấy. Rồi nhám nhám, đây trái nó đây. Hồi nãy hái được mấy quả mà ăn rồi. May qua còn một quả để review. Đấy. Quả nó có nhiều cái gai như là múp đắng á, nhưng mà nó nhọn hơn, rồi nó cứng tay hơn. Ăn quả này thì nó có vị chua, mát. Bên trong có hột cũng giống như là trái, có hột như trái dưa leo bình thường á. Đó, lá nó đây mọi người, nó cỡ đây, lá to cỡ cỡ này. Rồi, lúc ăn thử luôn. Cái này có vẻ da rồi em nè. Một tí nữa ăn xong.